Chào bạn, hôm nay sẽ tiếp tục cái buổi ôn tập cái môn mạng máy tính của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Đây là những đề mang tính chất minh họa chứ không mang tính chất là cho đề sẵn để mà làm. Do vậy các bạn lưu ý cái dạng đề nó như thế nào để sau này mình biết cách mình tự đặt câu hỏi mà mình tự trả lời, rồi mình tự trả lời lấy, tự test lấy bản thân mình. Có một thiết bị nào trong cấu trúc mạng NRN là cung cấp cái phương tiện truyền tải thông tin giữa các mạng khác nhau? A. Media server, media gateway, media gateway controller, Signaling gateway. Thì trong các đáp án này, đáp án ta cần phải chọn là đáp án B. Sau chọn đáp án B thì mình sẽ giải thích cụ thể sau đây. Thì chức năng của cái media gateway ấy, thì nhiệm vụ đó là xử lý lấy nó báo hiệu S7, thực hiện định kiến cuộc gọi. Đặc thù của hệ thống là nó hỗ trợ nhiều loại giao thức và nó độ sẵn sàng ở cái giao thức cao. Như vậy ta có thể chú thích là nó vì nó xử lý đưa ra quy luật xử lý cuộc gọi. Thông qua thiết bị này, đấy, thực hiện định kiến cuộc gọi. Câu thứ hai, trong mạng token ring thì điều gì xảy ra khi một khung chạm đến đích của nó? Thì điều gì xảy ra các bạn? Đó là bản tin sẽ được sao chép. Đúng không? Bản tin nó sẽ được sao chép. Trong đây ta có một số điều chúng ta lưu ý, đó là phương pháp tokenization là phương pháp dựa trên cái nguyên lý thẻ bài để cấp phát quyền truy cập đường truyền. Thẻ bài sẽ lưu chuyển theo vòng vật lý và nó không cần thiết phải thiết lập logic. Thẻ bài là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, trong đó một bit được biểu hiện trạng thái của nó bằng thay đổi, và một trạm được truyền qua qua dữ liệu thì phải đợi cho tới khi nó nhận được một thẻ bài rồi thế đã. Đấy. Như thế thì như thế thì rõ ràng là muốn khi đó nó sẽ phải cấp phát, nó sẽ sao chép lại cái thông tin đó, rồi nó mới truyền cái bài lỗi về, đúng không? Cái câu thứ ba, phương pháp truy nhập đường truyền nào sau đây không thuộc phương pháp có điều khiển? Đó là phương pháp CSMA, nó không có điều khiển nhé. Các phương pháp còn lại là phương pháp có điều khiển hết. Ta lưu ý này, phương pháp CSMA CD là nó dùng để sử dụng việc truy cập sóng mang phát hiện của xung đột. Ta hiểu CSMA CD như sau: CS tức là carrier sensor, có ai nói chuyện với tôi không? MA tức là tôi cũng có thể nghe những gì anh đang nghe. CD tức là chúng ta cùng nói nha. Như vậy phương pháp CSMA là phương pháp truy cập mà không thuộc phương pháp có điều khiển, mà nó sử dụng sóng sóng ngang để phát hiện có xung đột. Các phương thức mà có truy cập có điều khiển ấy, các phương pháp này chủ yếu là dùng kỹ thuật thẻ bài thôi, đúng không? Truy cập có điều khiển là dùng phương pháp là thẻ bài để cấp phát quyền truy nhập vào đường truyền, ví dụ như là truy nhập có điều khiển.
ví dụ như là token bird, hoặc là token ring. Đấy. Còn cái phương pháp còn lại là phương pháp truy cập ngẫu nhiên thì giao thức của đường dây đa nhập đấy. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên thì giao thức đường dây đa truy nhập, một trạm sẽ được kiểm tra đường truyền trước khi mà nó gửi gói dữ liệu mình đi. Đấy. Giao thức này phải phát hiện ra sự xung đột, hay nói cách khác đây là giao thức phải phát hiện xung đột. Xung đột và một trạm sẽ kiểm tra đường truyền trước khi gửi gói dữ liệu đi. Nếu mà nó phát hiện có giao thức mà nó phát hiện ra có xung đột ấy, thì nếu mà có xung đột thì nó sẽ ngưng truy cập. Sau một thời gian thì nó lặp lại. Câu thứ 4, lớp nào không có trong mô hình phân lớp chức năng của RNG với góc độ dịch vụ? Đó là lớp lớp mạng. Ở đây mình nhắc lại cái nhắc kỹ lại cái câu này thì phương pháp câu 2 á, trong mạng token ring là điều gì xảy ra khi mà đến khung internet á, thì trong token ring có một biết biểu diễn trạng thái sử dụng của nó, một trạm muốn truyền dữ liệu thì nó phải đợi đến khi mà nhận được một cái bài đổi ra, và khi đó trạm sẽ đổi thành trạng thái bận và truyền một đơn vị dữ liệu cùng với thẻ bài theo đơn vị của vòng dữ liệu đến đến trạm đích sẽ được sao chép lại, và sau đó nó sẽ cùng với thẻ bài đi tiếp đến về trạm nguồn. Trạm nguồn sẽ xóa dữ liệu và biết trạng thái sẽ xác định là rỗi, và khi mà lưu truyền đến vòng để các trạng thái khác có thể nhận được khi mà quyền truy cập dữ liệu. Đấy. Câu thứ năm, trong cái lớp mô hình mạng RND là lớp nào thực hiện điều khiển media server?